ngồi ý chưa bao giờ thấy Tiến Nguyễn ngồi ý nghe rồi nói năng gì cả. Dạ. Đâu đây là đang kể cho bà nghe khổ cái gì ngày xưa ở quê nhà tới cái bọn trẻ con nó hay hát thế này này nhất trai làng có anh Tiến nhà ta đấy nhất gái làng bên có cô Nguyễn Thị Bản La hôm nào bạn về tôi giới thiệu cho mấy cô Nguyễn Thị Bản La nhá. Nguyễn Thị Bản La nó không phải là bạn vào bạn vào vấn đề chính của anh Hoàng vừa nói đi chán lắm bạn nói chuyện anh Hoàng chứ đấy đang khoe với bạn ở quê tớ thế không còn anh Hòa đang anh Hòa anh trưởng họ đang giữ cái gia phả là giữ cái gọi là bí kíp gia truyền giữ gia truyền tán gái đấy họ Nguyễn luôn đấy nhà anh có bí quyết gia truyền luôn đấy nhà anh có bí quyết luôn đấy. Tiến này mà Tiến này ra mà anh mà cắt duyên âm rồi thì biết đi Tiến dạ. Tiến để không có cắt nói chung là tự nhiên thôi tự nhiên các loại trời cho thế nào họ nhà anh thì cứ trời cho thế nào là hưởng như vậy như bây giờ thì tự nhiên thì đã có duyên rồi đã có lộc bây giờ anh bắt vào đấy cắt thì nhìn lên trên lộc thì đang có rồi bây giờ để bỏ cắt nữa thì còn được cái gì đời sống có ý nghĩa được gì nữa thôi nói chuyện với cả anh Đông Mỹ hỏi thăm anh trai đi hả ra hỏi thăm anh trai đi anh uống thuốc không Hoàng dạ mấy ra đang đi làm mà Hoàng ơi em cười cho bọn anh nhé xin cái lòng cái em đây đây ra rồi đây chưa à đâu này cũng có thể là lo này này Linh này cũng có thể do Hoàng nó liền giang văn nó nói chuẩn hẳn đi răng ra răng vào là tiếng nó không không ổn định tiếng nó không được tròn ông ơi, anh à, em ơi anh đang bên chơi ngoan quân sang sang anh em ta đi chơi thí quân ơi vâng ông ấy ở với mình xong là bây giờ ông ấy liền răng mà ông ấy bảo là răng ông ấy xấu ông phải đi liền thế là không khác gì ông chửi vào mặt mình anh mà tiến liền tiến bây giờ không biết là liền răng thì nó sẽ như thế nào nhỉ 20 năm tiến bác sĩ khám là 20 năm nó mới thụt vào được bác sĩ bảo là 20 năm nó mới thụt vào được này nhưng mà nói gì thì nói chứ nói gì đây Hoàng ấy đợt trước anh Hoàng ấy bảo là anh ơi là 22 giờ bọn em xuống thì là thực sự ra Hoàng là bảo 2 giờ là xuống mình chơi nhưng mà em lại chẳng 22 giờ thì cũng 2 giờ em lại đi vắng luôn rồi đến 22 giờ em phải đợi nó đến hẹn đây nè anh ấy bảo thế khi nào xuống thì anh chơi dạ em cảm ơn anh 22 giờ em xuống thì mình lại tưởng là 22 giờ đêm thành ra là bảo xuống bảo anh đi đâu đấy ở đâu anh ấy. Thì anh đang đi công việc của em hẹn anh 2 giờ xuống mà sao lại là 22 giờ rồi chuyện cay nhở nhở cay rồi bình thường cái bảo em đang không biết bảo nhiều. Bảo em bảo hoàng lắm còn anh tin lẽ tin vô đấy, các bạn đang bảo là anh Tiến đang khảnh nhìn đẹp mà kìa cái này nó đâu phải là khảnh mà nó gọi là thừa răng thừa đấy thừa cha tổ nó nhìn nghiêng nó rõ thật đấy hả nhìn nghiêng nó rõ thật nhìn nghiêng tôi nói chung là khi gặp nó là nhìn nghiêng này thì đủ 2 phát là hết đấy nhìn nghiêng cái kiểu cái cavalado này chuyện là nhô đây để chuyện là nhô đấy chuyện là nhô chào không nhiều bạn thôi anh em đi ngủ đi đâu đó anh em bây giờ ăn sáng rồi anh em mình ngủ đi các bạn đang xem ở Facebook đây tôi nhớ vào kênh Nam Hoàng để xem tiktok nha may mà chưa tụt xuống đi may mà chưa tụt xuống đi như cậu vội qua xem rất răng rồi kìa đừng có giải hẹn cả nhà mình tối nay vào xem livestream của Nam Hoàng với Tiến Nguyễn nha cái đi công ty Hoàng công ty Hoàng Tiến tối nay livestream nha mọi người nha em nói lại cho anh nghe cái
công đi hoàng tiến nhá. Tối nay đúng mày 9 giờ. Ô bàn kê đó. Ô bàn kê. Nếu mà các bạn mà vào ủng hộ thì nhớ cho bọn anh xin tí lòng nhá. Ít lòng ít quá, nhiều lòng, nhiều lòng. em của em đúng không? Này, cái gì đấy? Bạn Đông với bác Hòa chắc gọi Tiến Nguyễn là anh. Đúng rồi, thì Tiến rồi. Gì đấy? Gậy. Mới đi vừa ra xin được cái gậy. À thế là bà đang chuẩn bị đi kiếm tiền này đi à? Bà ra xin ở đâu đấy? Sang kiếm cái vé, sang kiếm cái vé để về. Hoàng có cái à? Không biết đánh nghe đâu. Cầm cho oai đi thôi. Hai ông thì cầm cho oai đeo đi. Cầm cho oai. Chính bỏ cái cần bia này ra là bỏ cần câu và khoác đi câu. Ừ. Đi thể hiện có tố chất đi. Người đàn dân là chính như tôi đi cần gì đánh. Vác gậy vào nó cho cái bàn VIP đăng gấp đôi. Cha tổ. Thế à? Về đây anh ơi. Về đây trên bia rồi. Hả? Về đây kiếm của anh Hoàng sang chơi, sang chơi. Hoàng ơi. Dạ. Hoàng ơi. Dạ. Linh nó vừa bảo rồi em có gì xin phép nhật lệ cái rồi sang đi chơi, bọn anh thì rất là trân trọng và mời đón em. Của anh đặt vé nhá. Nếu như em mà sang đây thì anh cho em cái vé. Là em lên đây bọn anh sẽ nghỉ. Bọn anh sẽ nghỉ trước khoảng một tuần để lên sân bay chờ đón em. Sướng được. Hả? Trân trọng người đón này. Ờ, đưa thì được gì chưa? Anh mời em luôn, anh ngược nhưng em mà chưa ngược thời gian em luôn rồi. Nhưng mà sẽ không kịp. Kịp kịp thì em đưa giấy tờ anh làm cho em trong 24 tiếng có giấy tờ cho sang luôn. Đi đâu nhiều khi anh em nghiên cứu đi, Linh rồi nó cũng ok rồi đấy. Linh nó chỉ đạo phát được ngay. Rồi, lễ có cho đi không? Linh ok thì lễ chắc là ok đấy. Anh nói cho em biết này, anh nói cho em biết để nó ok hay không, bây giờ mình phải mạnh mẽ lên. Em phải lấy một cái lý do nào đó, em phải lấy lý do nào quá, bắt đầu là em giả vờ em giận, thấy nhá. Em giả vờ em giận, em bỏ đi một thời gian. Thế là lệ là kiểu gì về phát là nó sẽ đổi hướng lại cuộc sống ấy. Đấy, em cứ nghe anh. Bây giờ muốn lấy lý do mà lệ không cho đi, em phải giả vờ em giận. Em giả vờ em giận. Thế để em gửi luôn nha. Hả? Em gửi video luôn nha. Gửi video chứ. Gửi hộ chiếu. Đấy, Linh này, Linh nó bảo gửi luôn, Linh bảo gửi cho Linh nói luôn. Quay, anh Hoàng mua vé cho nó đi. À, Linh mua vé cho. Linh mua vé đúng không? Yên tâm, các bạn nhật lệ còn cho đi không? Bây giờ tài chính để lại cầm mà. Đúng chứ. Em ý, em cần gì đến vấn đề tiền, em cứ chỉ cần em, chỉ em gật đầu là có các anh, các em lo cho em. Thấy chưa? Ok không? Ok không? Nói đi. Được thì bây giờ em bảo hôm này anh nói cho Hoàng biết này, tới đây một tuần nữa thì sẽ không ở đâu vui bằng anh em nhà mình. Tất cả anh em bây giờ người ta xin đi bọn anh đang không cho đi, mà đây em thì trong cái đó bọn anh thì mời em tha thiết mà em lại không đi. Thế để tí em gọi cho Nhật Lệ cái đã. Ôi gọi luôn. Lệ là em bảo như này này, gọi luôn. Chuẩn bị về công việc để anh đi công tác. Đấy. Em phải bây giờ em phải đổi giọng luôn. Anh là đi công tác. Chờ tí để gọi xem thế nào nhá. Ờ, nhưng mà mình phải nói là bây giờ tình hình bên này anh có công việc đồ xuất, vợ về chồng để anh đi công tác. Mình phải đúng thế đâu, mạnh mẽ như thế. Bật luôn. Đấy, anh 20 tháng 10 sang, à 23 tháng 10 về. À này, đi xong 13 tháng 10 về đấy, Linh sang tuần này về rồi đấy. Không nghe máy à? Không nghe máy. Buồn quá. Mà vào bùa ghe luôn à? Bùa anh vào trong phòng. Vào trong phòng vậy riêng anh vào trong buồng. Hoàng đúng phải Hoàng là phải quyết đoán lên, mình phải thể hiện mình là người trụ cột trong gia đình. Không phải đâu. Gọi anh dạy cho em nói, điện về bảo là tình hình là anh có việc đột xuất. Bây giờ anh phải xem mấy các anh em của anh bên Angola để bàn bạc một số công việc. Anh đâu không thể anh em về nhà trông nom nhà cửa để anh đi công tác một tuần. Em phải nói cái giọng nó nghiêm khắc, gọi là nghiêm khắc vào. Nhưng mà thì lệ nó sẽ trả lời ngay là chính tỏ sao hôm nay chồng mình nó lại thay đổi thế này. Đấy. Alo anh à.
Ui giời ơi, chán thật. Đang đang đâu đấy? Từ em à. Còn ông Phi à, mấy người không? À, thôi, chưa gặp Lệ gái. Alo. Ây da, phải cho Lệ gái. Linh. Bật loa lên, để cho anh em nghe đi. Bật loa lên. Để hỏi, để nghe tình hình xem như nào đã. Đây. Đây, đây, đây. Để. Xong còn Minh như trong ngoài nữa ấy. Alo. Alo. Mình đi điểm lá với cái tiền mua tốt đâu. Alo. À, mình đi với tiền cái làm mua tốt đâu. Ừ, đi đi. À, được. Ừ, dạ. Rồi, nghe câu này nhanh lên mày. Em cảm ơn nha, mà rồi từ cho xin view nó mua cô đấy. Nha nha. Bảo Linh sang với Linh 13 tháng 10 về với Linh. Điện lại là Linh nó vừa bảo, Linh nó vừa bảo là sang với Linh rồi đến ngày 13 tháng 10 là về với Linh luôn. Linh nó vừa bảo là đi sang đến ngày 13 tháng 10 về với Linh. Linh về đi, Linh họp gì nhỉ? Bên Tổ quốc ấy. Linh là bên bên chỗ Mặt trận Tổ quốc là gọi Linh là về đi họp ngày 13 tháng 10. Đấy, để bỏ phiếu đấy. Thì đâm ra là em sang đây đến ngày 13 tháng 10 rồi em áp tải đi với Linh về luôn nhá. Dạ vâng ạ. Dạ. Em cười đấy. Chuẩn đi không ra. Mạnh mẽ lên thì. Quyết định đi. Quyết định thôi. Quyết định thôi. Nhưng mà mình hơi được. Đi. Gọi Lệ mình á. Vâng. Mình à? Mình. Mình à? Em vừa bảo đi. Mình ơi, mình ơi. Mình ơi. Dạy là quá đã. Anh mình ơi. Dạy rồi. em nói lại cho anh nghe lại một lần nữa, em vừa gọi gì ấy? Mình em bảo mình ơi mình đã làm một tuần rồi không, mình ơi thì cũng là mang một cái tí gọi là ấy đấy, tình cảm lắm đấy, tình cảm lắm. Dậy là gọi là anh rồi, nhưng mà phải nói là, nhưng mà anh cơ bản từ ngày lấy nhau về cũng gọi anh nó khó toàn mình ơi hay là đằng ấy ơi. đằng ấy ơi mà bây giờ yên để gọi một anh cũng phải thay đổi thời gian nó mới gọi đi chứ. Mình ơi, tôi thấy này đi. Tôi đuổi em ấy thế ấy đâu Hoàng ơi. Dạ. Thế là xem là đi cùng anh Tiến luôn, thế là xem là bây giờ gửi giấy tờ đi để gửi ra bên chỗ nhà cho để gửi hộ chiếu. Dạ. Để làm xong rồi sau đó là đến cuối sang tuần nhỉ, là sang tuần sau nữa ngày 13 tháng 10 là Linh về luôn, lại hai anh em về luôn mà. 13 tháng 10 à? Là dương mấy rồi? Lâu quá, 13 tháng 10 lâu quá. 13 tháng 10 thôi mà lâu. 20 ngày. Lệnh đem đồ sang đây livestream. Ừ. Sang đây live chuyển đóng đồ nhắn hàng họ qua đây live. Ừ. Đấy. Thế mà quyết đoán em ạ. Mình okay. Đàn ông mình quyết đoán đi. Ok mình phải chơi cho những cái khi là cho vợ là phải đau đầu lã đóc mà nghĩ là không hiểu tại sao, nhưng mà đừng nói gì bọn anh xui nhá. Đừng nói gì. Xem like đấy. Không, đâu không có đâu không có Lệ. Ông Lệ gì đó tốt thôi, Lệ thì ok. Lệ ông xem luôn. Mình thế Lệ nó mới đặt nhiều câu hỏi nghi vấn. Ôi chào các bạn nhá, để lại đi đây đi diễn này. Lại đi diễn tiếp à? Diễn đây. Đóng liên tục thế. Hả? Phim xong rồi. Xong rồi. Dạo này đóng từ Tết đến Tết là đóng 4 phim nữa. Đúng lương rồi. Tháng 7 triệu. Lương tháng 7 triệu à? Tháng 7 triệu. Thôi thì cũng được, mình tính lâu dài sau này về hưu có đồng ra đồng vào cũng được. Lương hưu 4 triệu. Hả? Lương hưu 4 triệu. Bao nhiêu? Mỗi tập giá 4 triệu. 4 triệu mỗi một tập, nhưng mà mình có phải trả công cho họ không? Thì là lương hưu đấy. Lương hưu sao về 4 triệu, nhưng mà bây giờ hiện tại như mỗi một tập phim này mình phải cho họ mấy tiền? Cho mới được bảo. Cho được mà cho.
Quang Linh ở cho đừng vào. Linh mà em xin mãi. Tiến Nguyễn thì gặp anh em mình, nhất là gặp anh Hòa, tắt điện đấy. Ôi, chào tất cả mọi người, anh em mình phải đi công việc. Anh em ra sân bay xong rồi đi họp đấy. Vâng. Chào tất cả mọi người, anh chào các bạn nhé. Chào anh Hoan lên sóng. Ok nhé, chào các bạn nhé. Chào anh Hoan lên sóng. Chào các bạn nhé. Anh Hoan nhé. Anh Hoan đây là anh trai anh Hoan nhé. Anh em mình, anh em mình cả. Anh em video quý. Anh cả đấy. Đang nhà anh Hoan.